Theo Bộ Y tế, sáng ngày 30 tháng 5 có thêm 52 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 35 ca, Bắc Ninh 6 ca, Hải Phòng 1 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 10 ca, trong đó 8 ca liên quan Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Tổng số ca mắc của Việt Nam là 6.908. Tính đến sáng nay ngày 30 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 5.406 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước và 1.502 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.836 ca. Có 10 tỉnh, Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Số bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi là 2.896 ca và 47 ca tử vong. Sáng ngày 30 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm 33 trường hợp nghi nhiễm mới trong cộng đồng. Tất cả đều liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Và 3 ca phát hiện ở các tỉnh Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh cũng liên quan Hội Thánh này. Như vậy, từ ngày 27 tháng 5 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng 133 ca nhiễm. Dự báo số ca nhiễm liên quan đến Hội Thánh này có thể tăng tiếp trong thời gian tới, vì số hội viên đến nay vẫn có thể chưa ra khai báo hết. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị những người liên quan đến Hội Thánh này cần chủ động khai báo y tế vì nguy cơ lây nhiễm liên quan đến Hội Thánh này là rất cao. Hiện thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các khu vực liên quan ca nhiễm, tiếp tục lấy mẫu mở rộng cho toàn bộ người dân sống tại phường 3, phường 5, phường 9, phường 15, quận Gò Vấp để đánh giá nguy cơ. Ngày 30 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự về hoạt động của Hội Tin lành Truyền giáo Phục Hưng gây lây lan dịch bệnh. Theo đó, từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có 98 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó hơn 60 trường hợp liên quan chuỗi lây nhiễm tại Hội Tin lành Truyền giáo Phục Hưng. Qua điều tra của cơ quan chức năng, nhóm này hoạt động không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, ngày 29 tháng 5, Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. Tối ngày 29 tháng 5, ngay khi nhận được thông tin có trường hợp nghi nhiễm cư trú tại chung cư Hưng Ngân, số 48A, đường Dương Thị Mười, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, ngay lập tức đội ngũ nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế quận 12 cùng đội hỗ trợ đến từ Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM và sinh viên các trường Đại học Y khoa đã tiến hành điều tra truy vết và lấy mẫu khẩn các cư dân đang sống tại chung cư. Theo thông tin truy vết ban đầu, quận 12 đã quyết định phong tỏa một lô chung cư và triển khai lấy 130 mẫu đơn cho toàn bộ cư dân thuộc tầng trệt, tầng 1, tầng 2. 737 cư dân từ tầng 4 đến tầng 21 sẽ được lấy mẫu gộp. Sáng ngày 30 tháng 5, Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, kết quả xét nghiệm khẳng định PCR vào đêm ngày 29 tháng 5 đã phát hiện một trường hợp F2, bệnh nhân 6.909 của bệnh nhân SARS-CoV-2 tại thành phố Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, trường hợp F2 trở thành F0, bệnh nhân 6.909 đang sống tại khu phố 7, thị trấn Cần Đước, tỉnh Long An, là nữ 22 tuổi. Ngay trong đêm, huyện Cần Đước đã tiến hành phong tỏa khử khuẩn 15 hộ dân với 35 nhân khẩu đang sinh sống tại khu phố 7, thị trấn Cần Đước, nơi bệnh nhân 6.909 sinh sống. Bên cạnh đó, huyện Cần Đước đã phong tỏa toàn bộ bệnh viện, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm, vì trước đó vào khoảng 9 giờ ngày 26 tháng 5, bệnh nhân 6.909 đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Tại Tiền Giang, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang vừa ra quyết định tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đến tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh từ 0 giờ ngày 29 tháng 5 đến khi có thông báo mới. Cụ thể, tạm ngừng hoạt động tuyến xe buýt từ bến xe thị xã Gò Công đến ga hành khách quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Theo Times of India, Hội đồng Nghiên cứu Y tế Ấn Độ vừa phê chuẩn phương pháp xét nghiệm virus SARS-CoV-2 mới giúp tiết kiệm chi phí và thời gian. Phương pháp có tên Salingago RT-PCR do Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Môi trường Quốc gia Ấn Độ thuộc Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Ấn Độ phát triển. Theo phương pháp này, việc lấy mẫu không cần tăm bông mà thay vào đó sử dụng một ống chứa nước muối. Bệnh nhân sẽ dùng nước muối súc miệng trong 15 giây và nhổ chất lỏng vào ống rồi gửi đi xét nghiệm.
Mặc dù đã bình phục chấn thương và quay trở lại tập luyện, thế nhưng Văn Hậu vẫn bước ra sân với cái đầu gối bằng kính. Và tối ngày 29 tháng 5, hậu vệ trái của đội tuyển Việt Nam đã tiết lộ nguyên nhân vì sao anh phải băng kính như vậy. Lúc này đầu gối cũng đã rất ổn định rồi. Tôi luôn sử dụng băng đầu gối thời gian qua chỉ là giúp cho mình tự tin nhất khi vừa trở lại sau chấn thương. Trong tương lai khi đã tự tin hơn nhiều, tôi sẽ tháo ra không sử dụng nữa. Văn Hậu lý giải nguyên nhân dù chấn thương đã bình phục nhưng vẫn phải băng kính đầu gối. Từng ghi bàn vào lưới Indonesia, thế nên Văn Hậu được kỳ vọng sẽ thêm lần nữa xé lưới đối thủ ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại UAE. Chia sẻ về sự kỳ vọng này của giới chuyên môn và người hâm mộ, Văn Hậu cho biết, thực ra với cá nhân tôi bây giờ khi đã tập luyện lại với đội thì tôi luôn chờ đợi được trao cơ hội để được ra sân thi đấu. Với việc ghi được bàn thắng hay không, tôi nghĩ một cầu thủ việc đóng góp vào lối chơi của toàn đội cùng nhau giành chiến thắng là quan trọng nhất.